Quay trở lại với phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, Thượng viện nhận báo cáo của FBI điều tra ông Kavanaugh. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, thì Tòa Bạch Ốc đã nhận báo cáo của cơ quan điều tra liên bang FBI về cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ứng viên tòa án tối cao Brett Kavanaugh và đã chuyển báo cáo này cho Thượng viện. Tờ báo Wall Street Journal dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vụ này nói rằng Tòa Bạch Ốc không thấy có thông tin mới nào trong báo cáo, khả dĩ có thể củng cố những cáo buộc để chống lại ông Kavanaugh. Ông McConnell đã đệ trình kiến nghị cho một cuộc biểu quyết đặc biệt theo Điều lệ 21 của Thượng viện Hoa Kỳ. Nếu kiến nghị của ông được chấp thuận, cuộc tranh luận sẽ được giới hạn trong vòng 30 tiếng đồng hồ trước cuộc biểu quyết để chuẩn thuận ứng viên Kavanaugh. Sau khi đệ trình kiến nghị, các nhà lập pháp phải chờ một ngày lập pháp trước khi tiến hành biểu quyết. Và như vậy, cuộc biểu quyết sớm nhất sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 10. Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, tòa liên bang chặn việc chính phủ trục xuất hàng trăm ngàn di dân. Thưa quý vị, hàng trăm ngàn di dân lo sợ có thể sẽ sớm bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, đã tạm thời kéo dài được thời gian ở lại khi một thẩm phán liên bang ở California vào thứ Tư ngày 3 tháng 10 đã ra phán quyết chặn một trong những quyết định quan trọng của chính phủ của ông Donald Trump về vấn đề di trú. Thẩm phán Edward Chen đưa ra phán quyết tạm thời, theo đó buộc chính phủ Hoa Kỳ ngưng thi hành việc hủy bỏ diện TPS, nghĩa là Temporary Protected Status, bảo vệ tạm thời, cho di dân từ Sudan, El Salvador, Haiti và Nicaragua. Thẩm phán Chen nói rằng chính phủ phải tiếp tục duy trì TPS, cùng là quyền được đi làm nhờ diện TPS, trong khi chờ đợi kết quả một vụ kiện không cho chính phủ hủy TPS. Các chính phủ trước đây ở Hoa Kỳ đã đồng ý gia hạn chương trình này cứ mỗi vài năm khi đến hạn phải duyệt xét. Tuy nhiên, chính phủ của ông Trump có lập trường là phải chấm dứt chương trình này, lấy lý do rằng các tình trạng lúc đầu để phải bảo vệ thành phần di dân này nay không còn nữa. Nổ súng tại South Carolina, một cảnh sát đã bị bắn chết. Thưa quý vị, một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng và 6 cảnh sát khác bị thương trong một vụ xả súng tại bang South Carolina vào 3 tháng 10 và nghi phạm hiện nay đã bị bắt giữ. Nhà chức trách nói rằng nghi phạm nổ súng từ bên trong khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà. CNN cho biết nghi phạm cố thủ nhiều giờ liền ở bên trong cùng với một số đứa trẻ bị giữ làm con tin. Nhà chức trách cho biết cảnh sát phải sử dụng áo chống đạn để hỗ trợ những người bị thương và kẻ nổ súng cuối cùng đã phóng thích những đứa trẻ này khi bị bắt. Cảnh sát trưởng Kenny Bourne nói tại một cuộc họp báo rằng cảnh sát tới hiện trường nhưng không lường được hỏa lực của nghi phạm. Tiếng súng đã vang khắp nơi. Nhân viên cảnh sát thiệt mạng là Terrence Caraway, 52 tuổi, ngụ ở thành phố Darlington. Ông vừa được vinh danh 30 năm phục vụ với sở cảnh sát Florence. Được biết vào tháng Giêng, một cựu nhân viên ngân hàng 47 tuổi đã nhắm bắn 4 viên cảnh sát ở quận York và giết chết một người. Thưa quý vị, nghi phạm gửi bưu kiện chứa độc tới người đất đai đã bị bắt. FBI đã bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ các gói bưu kiện nghi là chứa chất độc gây chết người, ricin, gửi tới trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào hôm ngày 1 tháng 10. Bộ Tư pháp cho biết nghi phạm có tên là William Clyde Allen, đến từ thành phố Logan của bang Utah, hiện đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với các cáo buộc trong ngày 5 tháng 10. Trước đó, Ngũ Giác Đài đã nhận được ít nhất là 2 gói bưu kiện, đề tên người nhận là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và Tư lệnh Hải quân Đô đốc John Richardson. Theo các chuyên gia, ricin độc hơn khoảng 6.000 lần so với chất độc cyanide. Trước đó, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cho biết đã nhận được một gói bưu kiện khả nghi gửi đến Tổng thống Donald Trump cũng trong ngày 1 tháng 10. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Bò Thụy Sĩ sắp có loại thức ăn giúp giảm trung tị. Những con bò ở hơi và trung tiện nhiều hơn chúng cần. Một chuyên gia từ một công ty thức ăn chăn nuôi của Thụy Sĩ cho biết và công bố rằng công ty này đã phát triển ra một loại thức ăn giúp cắt giảm khí thải mê tan từ chăn nuôi và từ đó giúp chống lại sự nóng lên toàn cầu. Theo phân tích, một con bò tạo ra tương đương với khoảng 3 tấn carbon dioxide mỗi năm. Chuyên gia của Agolin có trụ sở tại Bure gần Los Angeles cho biết như vậy. Người đồng sáng lập
và cũng là giám đốc điều hành Kurt Schallers nói với Reuters rằng nguồn thức ăn mới của nó có thể giúp lượng thải carbon dioxide giảm khoảng 10%. Được biết, Liên Hiệp Quốc nói rằng chăn nuôi gia súc chịu trách nhiệm lên đến 18% lượng khí nhà kính, góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, gần 1/4 đến tình trạng sự đầy hơi của các chú bò này. Bản tin đời sống tiếp theo cho hay Rolls-Royce của whisky được bán với giá là 1,1 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, một chai rượu whisky thuộc hàng hiếm có nhất thế giới, chai The Macallan Valerio Adami 1926, 60 năm tuổi, đã được bán với giá kỷ lục là 848.750 bảng Anh, tức là khoảng 1,1 triệu Mỹ Kim tại phiên đấu giá vào ngày 3 tháng 10. Nhà bán đấu giá Bonhams của Anh cho biết, người mua là một nhà sưu tập tư nhân giấu tên ở châu Á tham gia đấu giá qua điện thoại. Được mệnh danh là Rolls-Royce của rượu whisky, The Macallan Valerio Adami 1926 là một trong 24 chai whisky được sản xuất vào năm 1986 tại Macallan, một trong những lò chân cất rượu whisky nổi tiếng nhất thế giới. Lò rượu này sau đó đã thuê Adami và Peter Black để thiết kế nhãn hiệu cho 24 chai rượu này. Mỗi họa sĩ đã vẽ từng nhãn cho 12 chai. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiên Nhung và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.